Nếu như các bạn nghĩ về bản thân bạn mà nghèo, mà tội nghiệp, mà đáng thương, các bạn không thay đổi cái tư duy đi luôn ấy, thì sau này các bạn sẽ còn nghèo và tội nghiệp và đáng thương hơn nữa. Nếu như các bạn nghĩ rằng mình người không tài giỏi ấy, thì sau này bạn sẽ sống như một người bất tài, vô dụng. Nếu các bạn nghĩ rằng mình là xuất thân bần hàn và là người thấp kém xã hội, thì sau này bạn sẽ chết đi trong đúng tình trạng đó. Cuộc đời này chúng ta không tự đối tốt với bản thân mình, chúng ta không tự nghĩ về bản thân mình một cách tích cực và không tự chúc phước cho mình, thì còn ai trên cuộc đời này chúc phước cho các bạn nữa. Các bạn hãy nhớ, bạn là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ đời bạn, không phải người khác. Và bạn không chúc phước cho bản thân mình, không tự chúc phúc cho cuộc đời các bạn, thì hỏi trên đời này còn ai muốn ban phúc, chúc phúc cho các bạn nữa. Cho nên, trước khi người khác thương xót bạn, trước khi kẻ khác yêu thương bạn và giúp đỡ bạn, bạn hãy yêu thương bản thân mình trước. Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Đây là một cái video sẽ rất là tuyệt vời dành cho chúng ta. Đây là video số 3 rồi. Mình muốn chia sẻ về cái nội dung. Thì mình sẽ gọi cái loạt bài mình chia sẻ với các bạn này là loạt bài kiếm tiền và làm giàu. Loạt bài này là loạt bài đầu tiên trong sứ mệnh của mình, muốn cho chúng ta có cuộc sống giàu có và vương giả hơn. Chúng ta thường nói là tiền bạc không quan trọng, nhưng mà những người nói là tiền bạc không quan trọng thì họ sẽ không giờ có được cuộc sống hạnh phúc như họ mong muốn đâu. Các bạn hãy nhớ điều đó. Cái đó là cái tư duy đầu tiên là mình đã chia sẻ trong cái video thứ nhất rồi. Thì trong cái video này mình sẽ lặp lại cái tư duy đó theo một cái hướng khác mà các bạn phải nắm bắt và đón nhận được. Đó là chúng ta phải thay đổi cái tiềm thức của mình. Nói về tiềm thức thì có thể là các bạn sẽ biết đến một số khóa học tiềm thức, một số khóa học dạy về cách nào để phát triển tiềm thức, cai trị tiềm thức. Các bạn có thể nghe qua là tiềm thức có sức mạnh, đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng của cái video này là mình muốn khai phá cái sức mạnh nó cho các bạn. Khai phá cái sức mạnh nó cho các bạn. Thì trước nhất thì chúng ta sẽ định nghĩa về tiềm thức là cái gì đã, đúng không? Và nó có ích lợi gì, nó có tác dụng gì và nó thực sự phi thường như thế nào. Thực sự định nghĩa các bạn, tiềm thức là một nhận thức được đọng lại. Tiềm thức là nhận thức mà nó đọng lại, trong con người chúng ta, và nó hoạt động, theo một quy luật nhất định, sức mạnh vô cùng lớn. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế này. Tiềm thức nó thực ra nó là những nhận thức hay những cái ý thức mà nó đọng lại trong con người chúng ta, nó đọng lại trong con người và ở lại trong con người chúng ta. Cuộc đời của chúng ta ấy, trải qua năm tháng chúng ta ăn uống sinh hoạt và sống, thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cái thứ mà được đọng lại trong người ta và được chất lọc ra trong người ta. Ví dụ như thế này, ví dụ như bạn là ngày xưa bạn học lái xe đạp, hoặc là học đi xe đạp, và các bạn lái xe ngã xe, các bạn ngã đau, các bạn sẽ ghi nhận kinh nghiệm đó, ghi nhận cái ý thức đó, và các bạn sẽ cố gắng để làm sao không để ngã nữa. Hay là khi các bạn xem về một bộ phim nào đó thì có cái điều gì đó rất hay trong bạn, nó đọng lại trong các bạn, và các bạn sẽ nhớ cái câu chuyện của bộ phim nó đi đến suốt cuộc đời các bạn. Hay là một cái di chấn nào đó, hay một cái cảm xúc nào đó, hay một cái tình yêu, một cái tình cảm, hay một cái gì đó trong cuộc đời các bạn mà nó cứ theo các bạn. Đó là những điều mà tiềm thức của nó luôn giữ lại, nó luôn nhận lại, tiềm thức là những gì còn lại được đọng lại trong con người các bạn, được đọng lại còn lại trong các bạn, nó chắc lọc là vậy. Ví dụ như các bạn chơi với nhiều người bạn bè xấu, nghĩ suy nghĩ xấu, thì tiềm thức nó cũng sẽ đón nhận những điều xấu và nó sẽ ở lại trong các bạn, nó đọng lại cho các bạn toàn điều xấu thôi. Và khi tiềm thức ấy, nó hoạt động theo cái quy luật nhất định của nó, cái quy luật nhất định của nó giống như mặt trời mọc lên và lặn đi, nó hoạt động theo quy luật như vậy, nó không, và nó cứ luôn luôn hoạt động như vậy. Và nếu như bạn là người xấu, nó sẽ giúp bạn trở nên là người rất xấu xa. Và nếu như bạn là người yếu đuối, nó sẽ khiến cho bạn cực kỳ yếu đuối. Nếu như bạn là người tài giỏi, nó sẽ khiến cho bạn cực kỳ tài giỏi. Đây là sức mạnh tiềm thức. Và tư duy số 3 này là mình muốn các bạn loại bỏ những cái tiềm thức không tốt, tiềm thức không đẹp, tiềm thức không có giá trị cho cuộc đời các bạn, không giúp các bạn tốt hơn được. Các bạn hãy loại bỏ nó đi, để các bạn có được tiềm thức tốt thì các bạn sẽ trở nên tốt. Và tiềm thức nó có một sức mạnh vô cùng lớn. Hãy nhớ, các bạn là người xấu thì các bạn sẽ bị tiềm thức khiến cho trở nên rất xấu xa luôn. Thế nên các bạn phải nhớ về cái điều này, và Lộc chia sẻ với các bạn cái điều này để các bạn phải biết rằng là tiềm thức nó kinh khủng thế nào. Thì mình sẽ nói cho các bạn một số ví dụ về tiềm thức.
Và chúng ta sẽ mất thời gian trong cái video này rất là nhiều và Lộc sẽ vô cùng nhiệt huyết với các bạn vì đây là điều cực kỳ quan trọng. Ví dụ về tiềm thức là như thế này. Có một câu chuyện đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã từng nói như thế này. Chúa Giêsu nói rằng nếu như ngươi có đức tin, có niềm tin và ngươi nói rằng ngọn núi kia hãy rời mình và lấp biển đi. Là rời mình và lấp biển đi thì ngọn núi đó sẽ làm như vậy. Đức Chúa Giêsu nói về một niềm tin. Niềm tin này nó phải ở trong tiềm thức, nó phải ở trong sự nhận thức con người chúng ta. Niềm tin ấy nó ở trong tiềm thức thì dù cái điều mà ngọn núi ấy, nó tự nó rời mình, nó lấp biển là điều không thể, nhưng mà tiềm thức của bạn có sức mạnh khiến nó phải làm điều đó. Đây là một cái điều nó vô cùng tuyệt vời. Nó vô cùng tuyệt vời. Tin tức là một cái thứ gì đó ở trong tiềm thức chúng ta, nó không thể nào bị đánh đổ bởi ngoại cảnh, nó không thể nào bị đánh đổ bởi cái yếu tố bên ngoài, nó không bị đánh đổ bởi cái nhận thức ở bên ngoài. Chúng ta thường nói làm sao mà ngọn núi này có thể tự nó rời xuống đất biển được. Đấy, tự nó lại rời xuống đất biển được. Thực ra thì chúng ta tin thì nó sẽ làm được. Nó sẽ làm được. Nó chính là tiềm thức. Tiềm thức sẽ làm điều đó. Thực ra Chúa không bảo là chúng ta làm cái điều đó. Không bảo là chúng ta tự cầm xẻng ra mà, hay là thuê người ra mà nấp biển đi. Chúa không phải nói như vậy, mà Chúa nói là ngươi chỉ cần dùng niềm tin thôi, tức là cái mà ở trong con người ngươi, cái sức mạnh, có một cái sức mạnh ở trong con người ngươi, nó nói về một cái sự không thể lung lay, không thể lay động, không thể dịch chuyển, không thể di chuyển được. Như cái tiềm thức của ngươi chứa đựng được cái điều đó, chứa đựng được cái điều mà cái ngoại cảnh không thể phá vỡ được nó, cái ngoại cảnh không thể nào thắng được đó, thì các ngươi sẽ thắng được cái ngoại cảnh. Đấy là điều mà Chúa Giêsu nói. Và chính Bác Hồ chúng ta, đúng không? Bác Hồ ta có thể, Bác Hồ cũng đọc Kinh Thánh một lần rồi. Bác cũng nói một câu như thế này. Bác ta đã nói là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm lên. Tức là Bác cũng nói một cái điều nó khá tương tự như Chúa Giêsu nói. Bác nói về một cái tấm lòng quyết tâm. Sự quyết tâm có nghĩa là gì? Sự quyết tâm đó là dù ngoại cảnh như thế nào, dù hiện tại xung quanh của các bạn đang xảy ra những điều gì, thì các bạn cũng không bị thay đổi và lung lay về ý chí. Đó là niềm tin. Và cái niềm tin được đặt trong tiềm thức, thì tiềm thức với sức mạnh của nó sẽ giúp bạn hoàn thành được cái điều mà bạn muốn hoàn thành. Rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng rất nhiều người hôm nay lại không hình tượng được cái sức mạnh của tiềm thức. Và đôi khi chúng ta không sử dụng cái sức mạnh của tiềm thức và mặc nhiên cho tiềm thức ấy tự hoạt động tự do, cái tự do hoạt động một cách tự do. Đấy, mình sẽ nêu cho các bạn một cái ví dụ nữa, đó là trong cái cuốn sách viết về tiềm thức ấy, thì tác giả kể về câu chuyện, tức là anh chàng kia, bố của anh bị ốm đau bệnh tật, thì với căn bệnh nó ốm sắp chết rồi, không có cách nào để cứu được. Anh ta một hôm đi xa về, mang cho bố anh ta một cái nhẫn và nói rằng là con đã gặp được một người rất là tài giỏi, người đó cứ như là thần tiên ấy, đã ban cho cái nhẫn này và bảo là nếu như mà bố đeo cái nhẫn này vào người và chỉ cần bố cầu nguyện vui vẻ hơn mỗi ngày thì bệnh thật sẽ tan biến hết dù là bệnh gì. Thế là ông bố với một cái lòng quyết tâm, tức là đằng nào mình cũng chết rồi, cũng không còn cách nào khác cả. Thế thì ông ấy mới cầu nguyện cái điều đó, cầu nguyện và giữ cái nhẫn ở bên mình sáng dậy với tâm hồn vui tươi và sung sướng. Và ông ta đã thoát khỏi cái chết của bệnh. Cuối cùng thì ông ta đã thoát khỏi cái chết và sống, thoát khỏi bệnh hiểm nghèo của mình. Nhưng cái câu chuyện đó nó không phải là câu chuyện thật, mà là anh ta đó chỉ đi ra rừng chặt củi, đi tìm một người buôn bán đồ cũ nát ấy, và nó sưu tầm những đồ cũ nát mà trông nó hay hay ấy, nó cổ kính ấy. Thì anh ta đã mua cái nhẫn đó và mang về, đã đổi những cái nhẫn đó để mang về và bịa ra câu chuyện đó, và người bố tưởng điều đó là thật, và cuối cùng ông bố đã được cứu sống. Đó là người con đã sử dụng cái sức mạnh tiềm thức. Và các bạn cũng biết rồi, nếu như các bạn đọc trong cuốn sách của ông bà I.R. Stepin ấy, hoặc là cuốn sách của mục sư Lê Văn Thái, hoặc là đọc một số các sách sử, bạn sẽ thấy là sẽ rất nhiều câu chuyện tương tự như câu chuyện đó. Tức là họ mang căn bệnh hiểm nghèo, gần như vô phương cứu chữa, sẽ phải trở về với Thượng Đế, sẽ phải trở về với Chúa, nhưng rồi
bởi cái niềm vui, bởi cái sự tận hưởng cuộc sống, bởi cái sự tự tin của cuộc sống. Và họ đã vô tình sử dụng sức mạnh tiềm thức, vô tình thôi, họ không biết đó là sức mạnh của tiềm thức, nhưng họ đã vô tình sử dụng sức mạnh tiềm thức và họ đã được cứu sống. Thì tiềm thức nó vẫn luôn hoạt động các bạn nhé, tiềm thức nó vẫn luôn hoạt động, tiềm thức nó vẫn luôn hoạt động mặc dù các bạn không hề sử dụng cái sức mạnh của nó, và nó vẫn cứ vung ra sức mạnh của nó. Đấy, ví dụ các bạn là cái người mà lúc nào cũng than phiền, oán trách, thì tất cả những điều không tốt, những cái điều mà phiền não nó sẽ hay đến cho các bạn. Nhưng nếu các bạn là người vui vẻ và tươi vui, hạnh phúc, thì cái điều hạnh phúc và vui vẻ nó luôn đến với các bạn. Nếu như bạn là một người lúc nào cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn vay nợ và các bạn nghĩ rằng mình không thể giàu đâu, mình không thể nào khá giả được đâu, thì các bạn sẽ mãi mãi ở trong tình trạng thiếu thốn. Thì cái việc mà mình làm cái video này định nghĩa cho bạn về tiềm thức rồi, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để thay đổi tiềm thức, thay đổi tiềm thức. Thì trong cái cuốn sách, thì trong cuốn sách của ông Jim Rohn ấy, ông Jim Rohn nói về tư duy, những tư duy làm giàu của người giàu ấy, thì cuốn sách cái đầu tiên cũng nói về tiềm thức. Ông nói về cái việc ấy là ông thay đổi cách suy nghĩ, ông mới biết rằng là tiềm thức có sức mạnh vô cùng lớn và tiềm thức sẽ hoạt động để khiến cho chúng ta trở nên giàu có, mà không phải là điều đó không phải đến từ chúng ta, nó không phải đến từ chúng ta mà nó đến bởi tiềm thức, nó đến bởi vũ trụ này. Và ông ấy ngày nào cũng làm một cái việc, đó là khi tỉnh dậy ông đứng trước gương và ông hét lên rằng tôi là người giàu có, tôi là người thành công. Ông luôn luôn làm điều đó. Và tất cả chúng ta đôi khi chúng ta không sử dụng cái tiềm thức này, và chúng ta để mặc nhiên, để tự động cho nó có chứa đựng những cái điều đau thương như cuộc đời, đau thương cuộc đời, và tiềm thức có hoạt động theo cái cách đó, và nó đã khiến cho chúng ta bị mất đi rất nhiều những cái đáng, những cái thứ đáng được, đáng dành cho chúng ta, đáng thuộc về chúng ta. Nên các bạn phải thay đổi tiềm thức ngay từ bây giờ, thay đổi tiềm thức ngay bây giờ, điều này nó vô cùng quan trọng luôn. Tiềm thức nó hoạt động độc lập đối với chúng ta, độc lập đối với con người, nhưng mà tiềm thức nó lại đón nhận và nó đọng lại những gì mà nhận thức và ý thức của các bạn đã từng trải qua, đã từng đi qua. Mình muốn nói với các bạn cái điều này. Đôi khi nha, chúng ta sinh ra là gia đình bố mẹ chúng ta nghèo, không có địa vị xã hội, chúng ta lại ăn học không đến nơi đến chốn đó, chúng ta đã từng là người như thế này, là người như thế kia, không có cơ hội để phát triển hơn, đang làm công nhân, và chúng ta mặc định rằng là thôi mình cũng chỉ ở cái mức độ đó thôi. Nếu như các bạn đã mặc định cái mức độ đó, các bạn nghĩ về điều đó, các bạn luôn luôn nghĩ là mình không có khả năng, mình không thế này, mình không thế kia, mình không 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 được ở chỗ này, không phải ở chỗ kia, mình không sinh ra ở cái ngôi nhà này hay là ở cái chỗ này, lộc nói các bạn đó là chúng ta không có quyền chọn nơi chúng ta sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cách chúng ta lớn lên, cách chúng ta sống và cách ta hoàn tất cuộc đời này. Và khi các bạn thay đổi thì ý thức ấy, thì các bạn thay đổi đi, các bạn nên nhớ cho mình ba điều, đó là giàu có, đó là thành công và hạnh phúc. Tất cả những điều gì mà không khiến cho các bạn trở nên giàu có, loại bỏ. Không khiến cho các bạn trở nên hạnh phúc, loại bỏ. Không khiến cho các bạn trở nên thành công, loại bỏ. Và những ai mà đến với các bạn mà nói với bạn những cái điều gì ấy, mà lấy đi cái năng lượng tốt đẹp trong cuộc đời bạn, lấy đi cái điều hạnh phúc, giàu có và thành công trong cuộc đời bạn, thì các bạn loại bỏ người đấy ra khỏi cuộc đời các bạn, ít gặp người đấy đâu, không chơi người đấy đâu. Để thay đổi tiềm thức, các bạn phải nhớ này, các bạn phải luôn nhớ ba điều: giàu có và thành công. Luôn luôn các bạn phải nói là tôi là người giàu có, tôi là người hạnh phúc và tôi là người thành công. Lộc luôn luôn nói với chính bản thân mình, Lộc là người giàu có, Lộc là người hạnh phúc, có vợ, có con đấy, hạnh phúc, và Lộc là người thành công trong cuộc sống này, thành công mỹ mãn, thành công viên mãn. Các bạn phải có sự thay đổi này, phải công bố điều này. Dù có nhiều người sẽ nói các bạn là điên khùng, thì các bạn làm cái điều đó ở một nơi riêng tư, trước gương, hay là thậm chí các bạn nhiều khi các bạn năng lượng dồi dào, các bạn nói người ta bảo bạn điên khùng thì cứ mặc kệ họ. Vì khi các bạn thành công ấy, các bạn không cần phải báo đáp họ, và khi các bạn nghèo khó thì họ cũng không giúp đỡ chúng ta. Các bạn phải nhớ điều đó, chúng ta sống độc lập và chúng ta chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời chúng ta. Nên các bạn hãy nhớ lời mình, các bạn phải sống theo cách mà các bạn muốn, các bạn phải tạo lên cuộc đời của các bạn
Bằng cách đầu tiên đó là thay đổi suy nghĩ trước, thay đổi tiềm thức trước. Hoàn cảnh ấy, ngoại cảnh sẽ thay đổi khi các bạn thay đổi trong trí não trước. Khi các bạn từ chối những người không mang cho bạn hạnh phúc, họ sẽ tránh xa các bạn. Khi các bạn từ chối những người hay nói về những thì thành công sẽ đến với các bạn. Những người nói về thành công, những người nói những lời tích cực sẽ đến với các bạn. Khi các bạn từ chối, gạt bỏ và không chấp nhận những cái tư duy nào nói về nghèo khó, than phiền, oán trách, đổ lỗi, thì khi đó các bạn sẽ bắt đầu tiến đến sự giàu có thật sự của cuộc đời mình. Đó là các bạn phải loại bỏ đi những người bạn hay là những người thân, thậm chí là những người bạn rất thân của các bạn mà không giúp cho bạn, không giúp đỡ được, mà không cho bạn cái không cho bạn điều tích cực. Nếu các bạn cứ liên quan đến cái điều tiêu cực ấy, thì cái điều tiêu cực sẽ đến với các bạn. Tiềm thức nó luôn vận động, nó luôn vận hành, và nó thu hút tất cả những cái gì tương tự giống như nó đến gần nó. Nếu như các bạn mà thích chơi bài thì tiềm thức nó sẽ thu hút cho bạn đến với những người thanh niên chơi bài. Tiềm thức sẽ luôn làm điều đó. Đó là quy luật của tiềm thức. Nó hoạt động độc lập với các bạn. Nó cứ hoạt động thôi. Nó không cần biết là bạn muốn cái gì, mà những gì bạn để và đọng lại cho nó cứ tự động làm theo điều đó. Ví dụ như các bạn nghĩ rằng là ôi tôi không thể nào yêu được cái giữa các bạn nghĩ tôi không thể nào mua được con xe đẹp như thế đâu, thì các bạn đã thất bại rồi. Vì tiềm thức nó sẽ làm những cái điều đó thành sự thật. Tiềm thức nó sẽ khiến cho làm những điều đó thành sự thật. Các bạn phải nhớ này, khi các bạn đưa ra một quyết tâm, một niềm tin, một sức mạnh, một lòng nhiệt huyết, thì tiềm thức sẽ đón nhận điều này. Tiềm thức đấy thì tiềm thức sẽ đón nhận cái niềm tin, cái quyết tâm, cái lòng nhiệt huyết đó, và tự nó sẽ vận hành, sẽ khiến cho cả vũ trụ này nó vận động và giúp bạn hoàn thành điều đó. Người ta thường nói về từ cài đặt hay nói về từ lập trình, nó ứng với cái tiềm thức này, các bạn nhớ hiểu ạ. Nếu các bạn cài đặt, nếu các bạn có một lòng quyết tâm thì có nghĩa là các bạn đang cài đặt vào tiềm thức là ta quyết tâm phải có được, ta quyết tâm phải trở nên giàu có, ta quyết tâm phải kiếm được thật nhiều tiền. Và các bạn cài đặt vào tiềm thức một niềm tin là ta hạnh phúc, ta giàu có, ta thành công, ta tin như vậy, thì các bạn sẽ đón nhận được. Và các bạn có một lòng nhiệt huyết cực kỳ lớn, lòng nhiệt huyết các bạn để vào trong tiềm thức ta đón nhận thành công, ta đón nhận giàu có. Cái lòng nhiệt huyết này là ta khát khao đến sự mãnh liệt, ta khát khao với một lòng mãnh liệt, ta sẽ đón nhận sự giàu có, ta đón nhận cái sự thành công, tất cả điều gì không liên quan đến thành công, giàu có, hạnh phúc, ta sẽ đạp và đuổi nó ra khỏi cuộc đời ta. Lòng nhiệt huyết nó như vậy, lòng nhiệt huyết nó nóng như là một viên than lửa đỏ vậy. Khi các bạn chạm vào, các bạn phải bung tay ngay, nó bung tay ngay. Nhiệt huyết là như vậy, nó nóng, một dòng máu nóng, các bạn, nó giống như một viên than đỏ. Nhiệt huyết, nếu như bạn có cái lòng nhiệt huyết này đấy thì các bạn trở nên cực kỳ vô đối luôn. Những người nào mà họ có cái lòng nhiệt huyết giống như bạn thì họ sẽ ở bên bạn và họ sẽ cháy cùng với bạn, sẽ cùng nhau cháy. Những cái người nào không có cái lòng nhiệt huyết này mà họ đang nguội lạnh ấy, họ gặp tới bạn ấy, họ tự dưng họ sẽ phải tránh xa, vì các bạn quá nhiệt huyết, vì các bạn quá năng lượng, vì các bạn quá nóng cháy. Các bạn hãy nhớ này, quyết tâm, niềm tin và lòng nhiệt huyết. Bạn có thấy người nào mà không có nhiệt huyết mà lại thành công không? Cái người nào mà không có niềm tin là tôi sẽ đi được xe đạp mà lại đi xe đạp không? Cái người nào mà không có sự quyết tâm, không quyết tâm là tôi sẽ phải hoàn thành việc này, thì họ có bao giờ hoàn thành không? Khi bạn quyết tâm làm một điều gì đó, khi các bạn đưa ra niềm tin là mình sẽ đạt đến điều đó, và các bạn có lòng nhiệt huyết để đón nhận điều đó, thì có nghĩa là bạn đang cài đặt vào cái tiềm thức của các bạn, cài đặt vào tư duy của các bạn, hay là lập trình cái tiềm thức đó, nó phải nhận cái điều đó. Thì mình muốn các bạn phải có cái tư duy này, tư duy về hạnh phúc, giàu có, thành công. Và khi các bạn tư duy và đón nhận điều đó, thì các bạn phải loại bỏ những người mà không giúp các bạn có được giàu có, thành công, hạnh phúc, để các bạn đưa ra một cái lòng quyết tâm, để đưa ra một cái niềm tin, và để đưa ra một cái lòng nhiệt huyết, để các bạn có thể đạt được. Và loại bỏ nó ngay, và luôn luôn
trấn tĩnh mình khi các bạn gặp một cái điều khó khăn trong cuộc đời. Khi các bạn gặp một cái điều khó khăn trong cuộc đời, khi nghịch cảnh xảy đến, khi khó khăn gian khổ xảy đến, khi khó khăn gian khổ xảy ra, điều này vô cùng hay, vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn đưa ra một cái lòng quyết tâm, bạn có một cái tư duy, bạn có một cái niềm tin nó quá lạnh mạnh, không có cái gì có thể đạp đổ được, và bạn có lòng nhiệt huyết quá lớn, không có gì có thể ngăn cản bạn được, không có gì có thể ngăn trở các bạn được, thì chắc chắn dù khó khăn, dù gian khổ, dù cái điều trước mắt của các bạn ấy nó nói các bạn là không được đâu, không thể đâu, nhưng rồi bạn vẫn thay đổi được, bạn vẫn thay đổi được. Lộc nói thật với các bạn này, Lộc có thật với các bạn là ngày xưa ấy, Lộc cứ đến tán tỉnh một cô gái nào hay yêu hay là làm quen một cô gái nào thì đều bị cô gái khước từ hết. Và thậm chí có những cô gái nói với mình những lời rất là khó nghe, nó anh bị hấp à, anh bị điên à, anh ảo tưởng à, anh bị bếch đá à, anh bị ngáo à. Thật sự là có những cô gái họ nói và buông những lời xuống xã với Lộc cực kỳ đau đớn, và có những người họ đối xử với Lộc rất là, phải nói là nếu như mà nói ra thì nó rất là bậy bạ, mà không, mình không muốn nói cái điều đó, nhưng mình nói các bạn này, có thời kỳ khi mình bị như vậy ấy, thì tự dưng mình rất là buồn, sau đó mình suốt ngày nghĩ rằng là mình xấu dai, hay là mình không khỏe mạnh, mình không xuất thân giàu có, mình không tài giỏi như người này người kia, nên họ không ấy mình. Mình đã như vậy rồi, mình quen với điều thế rồi, và mình đón nhận những điều đó. Ngày xưa nha, mình đã nghĩ như vậy, và mình đã để cho tiềm thức của mình đón rằng là tôi nghèo, tôi xấu, tôi không giỏi, tôi không xuất thân thế này thế kia, và mình đã để cho tiềm thức nó mặc định cái điều đó vào con người mình, mặc định cái điều đó trong con người mình, và mình luôn luôn bị như vậy trong rất nhiều năm, trong 6-7 năm vừa qua. Mình mới thấy biết là không, tại vì từ bé, tại vì từ năm mười mấy tuổi mình khi bắt đầu yêu, mình đã bị cái điều đó, đã bị tiềm thức đó. Tiềm thức đã nhốt và trói mình, đến bây giờ mình đã cởi bỏ điều đó. Các bạn ạ, khi các bạn thay đổi tiềm thức thì tiềm thức sẽ trả lại cho bạn cái điều mà bạn cài đặt cho nó, lập trình cho nó. Đây là điều giá trị vô cùng, giá trị vô cùng. Lê Văn Lộc sẽ lấy được một người vợ giàu có, sẽ lấy một người vợ tài giỏi, sẽ lấy được một người vợ thành công và khỏe mạnh, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Lộc luôn công bố điều đó, và lúc nào ấy mà tâm trí của Lộc trống trơn ấy, thì Lộc lại nghĩ về điều đó, và tiềm thức của mình nó ghi nhận điều đó, và nó bắt đầu hoạt động để đưa cho mình những người nữ để cho mình có thể tiếp cận được, để cho mình có thể đạt được cái điều mà mình muốn, thành công, giàu có, hạnh phúc, vui vẻ, nhiệt huyết, tài giỏi và viên mãn. Các bạn hướng điều tốt thì điều tốt sẽ đến với bạn. Khi khó khăn gian khổ, khi gặp những hoàn cảnh nghịch cảnh, bạn sẽ vẫn không bị lung lay. Nhiều khi mình đi làm, những khi áp lực, có những người nói với mình những lời nói rất là tiêu cực, và mình nghĩ không hiểu sao họ lại nói những lời như vậy làm cho mình tổn thương, nhưng mình nghĩ là đó là lỗi lầm của họ, sao mình lại tự dằn vặt chính mình. Mình đi làm và mình có bắt chuyện một cô gái, rồi cô ấy đưa cho mình những lời nói rất là tiêu cực, và mình nói họ đó là sai lầm của họ, đó không phải sai lầm của mình, họ không lựa chọn mình, họ không đến gần mình thì đó là sai lầm của họ, sau này họ sẽ phải nuối tiếc vì họ đã là từng làm điều đó. Họ đã bỏ qua một người rất là tốt, rất là tuyệt vời, rất là tích cực. Họ đã bỏ qua một người sẽ rất là giàu có trong tương lai, sẽ rất là hạnh phúc trong tương lai, là người rất thành công trong tương lai. Họ đã bỏ qua mình. Mình luôn nghĩ như vậy, và mình thành công. Các bạn ạ, họ từ chối các bạn, họ từ chối các bạn thì các bạn phải biết này, thì họ có nghĩa là họ đang là một viên than lạnh, hay họ đang là một tảng băng. Họ từ chối cái sự nhiệt huyết, sự nóng cháy của các bạn. Những người như vậy, họ sao là họ thất bại thôi. Họ không biết được cái tư duy mà mình đang có trong người, họ không biết được cái tiềm thức mà mình đang có sức mạnh trong người. Họ có thể là họ đã trải qua những cái công việc nó không suôn sẻ cuộc đời, và cái tiềm thức họ đã ăn với những cái công việc nó không suôn sẻ như vậy, và họ nghĩ rằng là khi mình làm cái công việc đó với họ, mình làm việc cùng với họ, thì họ cũng nghĩ là rồi cũng sẽ như thế, và họ bắt đầu phản ứng những lời nói rất là tiêu cực. Nên là những người đó sẽ không thành công được, vì họ không biết thay đổi tư duy. Khi gặp mình, họ vẫn sử dụng cái tiềm thức cũ, cái phản ứng cũ, cái cách làm cũ với một con người mới, với một con người đầy sức mạnh. Họ lại phản ứng như vậy. Khi mình buông lời tán tỉnh họ, làm quen với họ,
họ lại nghĩ là mình lại cũng như cái thằng đàn ông khác, họ chưa tìm hiểu về mình nhưng mà cái tiềm thức nó họ đã nó đã bị mặc định đấy, các bạn, nó đã bị mặc định và các bạn họ lại phản ứng theo cái cách rất là bản năng, rất bản năng, và họ không có sự thay đổi. Lộc nói thật các bạn, để như tiêu cực thì Lộc mới là người tiêu cực, nhưng mà Lộc luôn luôn lấy được sức mạnh, luôn luôn lấy sức mạnh, luôn quyết tâm, và Lộc biết rằng là những người nào không đến được gần với mình ấy, là họ không hề có một sức mạnh nào cả, thậm chí họ đang bị âm về mặt sức mạnh luôn. Hoặc là khi những người nào mà gặp mình ấy, mà họ dãy nảy lên, họ phản ứng cực kỳ mạnh mẽ với mình, thì những người đó là những người cực kỳ sợ hãi cái niềm tin, cái sự quyết tâm, cái nhiệt huyết có ở trong mình. Các bạn, họ sợ hãi, họ không thể, họ nghĩ rằng mình ảo tưởng, họ nghĩ rằng mình bị điên khủng, thậm chí là như vậy. Các bạn, nhưng bạn hãy nghe lời mình đi, tiềm thức có sức mạnh cực kỳ lớn, tiềm thức nó vô cùng lớn, vô cùng lớn. Thế nên là tại sao? Thế nên là trước khi kết thúc cái video này, mình sẽ nói về cái việc đó là tại sao tất cả các đất nước trên thế giới này, tất cả các đất nước trên thế giới này đều bảo vệ trẻ em, đều bảo vệ và đưa ra luật cho trẻ em, đưa ra luật bảo vệ trẻ em cực kỳ khắt khe, và nói về một số các nước phát triển này, họ cực kỳ bảo vệ trẻ em. Bởi vì sao? Bởi vì trẻ con ấy, khi sinh ra và lớn lên trong cái quãng thời gian nó còn là ấu thơ, nó không biết đâu là đúng, nó không biết đâu là sai. Nhưng nếu như bị bố mẹ ngược đãi và bạo hành thì tiềm thức của nó sẽ toàn những điều ngược đãi và bạo hành. Thì sau này nó lớn lên, những cái điều ở trong tiềm thức nó đấy, cứ hút đến cái sự tiềm thức và bạo hành. Khi nó nhìn thấy ai bị bạo hành, bị ngược đãi, hay là nó cứ nhìn thấy hình ảnh ngược đãi bạo hành, thì nó sẽ bị khủng hoảng về tâm lý. Thì tiềm thức nó hút lại, và lại ngược lại những cái người lại càng nghĩ như thế, ngược lại những cái điều như vậy thì nó lại càng càng bị luôn, càng bị nó lại càng bị ngược đãi nhiều hơn. Các bạn là phải hiểu như vậy. Tại sao lại họ lại bảo vệ trẻ em, cực kỳ bảo vệ trẻ em luôn, và đặc biệt là những nước phát triển ấy, họ bắt buộc trẻ em phải đi học hết lớp 12, phải đi học hết phổ thông trung học. Nếu như bố mẹ mà không cho con gái học hết phổ thông trung học thì bố mẹ phải là người đi tù. Đấy, các bạn phải hiểu như vậy. Họ bảo vệ trẻ em nó kinh khủng lắm. Ngày xưa Lộc từng làm đứa trẻ, từng làm đứa trẻ, Lộc bị bề trên của mình không yêu quý mình, bị người thân trong gia đình xuồng xã mình, nói những lời đắng cay. Và cái tuổi thơ của mình ấy, là tuổi thơ không có bố, vì mình mồ côi từ năm mình 1 tuổi đấy, cho nên là bị bắt nạt rất là nhiều. Và tự nhiên ấy, tự dưng trong con người mình ấy, nó sinh ra một cái, và tự dưng cái điều đó ăn vào trong tiềm thức, là mình bị chối bỏ, là mình không được yêu thương, là mình là một cái mồ côi. Và những điều đó nó khiến cho mình trở nên yếu đuối, hèn mặt, lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng tổn thương, dễ tổn thương, dễ sợ hãi, dễ, và kiểu như là lúc nào cũng là một con người khá là tiêu cực. Nó và một, nó là như một con người giống như là con người rất là u sầu, mặc cảm. Mình đã từng là như vậy. Có những người gặp mình cái ngày năm mình 16, 17, 18 tuổi, có những người gặp mình họ bảo, có những người họ nói là anh, ngày anh gặp em ôm cái đàn guitar anh tưởng em bị tự kỷ cơ. Có những người họ từng nói với mình như vậy. Thực ra đúng ngày đấy mình đã từng như vậy. Mình đã bị tiềm thức nó đè từ khi còn bé rồi. Mình đã nghe những lời nói, mình đã chịu đựng rất nhiều, và nó làm cho mình cực kỳ lớn lên. Khi mình lớn lên nó cực kỳ khủng hoảng. Cho đến khi mình gặp Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu thì họ nói với mình Chúa Giêsu yêu mình, thì mình biết là ô, mình còn được yêu. Và người truyền đạo nói là Chúa Giêsu có một sức mạnh, và sức mạnh nó ban cho tất cả những người tin Ngài. Và mình ô, mình nói là mình cũng sẽ có được sức mạnh, và Chúa Giêsu sẽ ban phước, chúc phước, cứu rỗi. Ô, mình thấy là mình cũng được ban phước, không phải bị chối bỏ. Và từ đó mình bắt đầu sống. Và khi mình đọc và hiểu về cuốn sách về tiềm thức này, tại sao Chúa Giêsu lại nói về đức tin, Chúa Giêsu lại nói về niềm tin, Chúa Giêsu lại nói về quyết tâm, Chúa Giêsu nói về sự nóng cháy, nóng nảy, tức là nhiệt huyết ấy. Tại sao Chúa Giêsu lại nói như vậy? Và khi mình đọc về cuốn sách về tiềm thức này, mình mới biết được rằng thì ra khi mình lớn lên mình không được người này để ý, không được thế này thế kia, thì tại vì tiềm thức thôi. Và mình đã thay đổi tiềm thức của mình.
mình đã đạp đổ tất cả tiềm thức kia, mình đã nói bản thân mình không hèn nhát, mình sẵn sàng chiến đấu bất cứ một cuộc chiến nào, dù là kiếm tiền, dù là lao động, dù là đứng trên sân khấu hàng nghìn hàng trăm người, dù là giảng dạy bất cứ một lĩnh vực gì, dù là đi đến đâu, mình sẵn sàng trong tinh thần chiến đấu và thay đổi cuộc đời mình. Mình không hèn nhát nữa. Và mình biết là mình được chấp nhận. Mình là người tài giỏi. Mình là người được Chúa chúc phước, được yêu thương. Và mình là người tuyệt đẹp trong mắt của Chúa. Mình xinh đẹp. Mình đẹp đẽ. Mình vinh quang. Mình vinh hiển. Và mình luôn công nhận và chấp nhận điều đó. Và Chúa vui mừng điều đó. Ngày xưa là quá tiêu cực. Ngày xưa là quá tiêu cực. Và bây giờ phải thay đổi. Và khi thay đổi, các bạn sẽ nhận thấy sự sung sướng nó xảy ra từ trong lòng bạn, và điều đó sẽ thu hút cả vũ trụ sung sướng theo bạn. Vũ trụ sẽ phục vụ bạn, sẽ giúp đỡ bạn hoàn thành quyết tâm của bạn. Các bạn hãy nhớ điều này, đó là thay đổi tâm thức đi, thay đổi ngay từ bây giờ đi. Những điều gì không giúp các bạn hạnh phúc, giàu có, thành công, loại bỏ nó đi. Những người nào họ đến mà không nói với bạn về niềm vui, hạnh phúc, thành công, không nói với bạn điều tích cực, loại bỏ họ, không chơi họ đâu. Để các bạn đưa ra quyết tâm, đưa ra niềm tin, đưa ra lòng nhiệt huyết để đón nhận điều đó. Thì trong video này mình chỉ huấn luyện các bạn được điều này thôi. Khi các bạn làm được điều này thì khi khó khăn nó xảy đến các bạn, các bạn không bao giờ bị lung lay, mặc kệ nó, mà các bạn đạp qua khó khăn, bước trên khó khăn, các bạn sống. Và các bạn sẽ sống một đời sống cực kỳ vinh quang, người khác phải khen ngợi bạn, người khác phải trầm trồ, họ không thể nào, không thể ngờ được các bạn lại làm được đó. Hãy tin mình đi, các bạn xem được thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.